Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Naturemedic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Vâng, hôm nay đó thì thật sự ra buổi trưa nắng cũng khá ấm và nhiệt độ lên được khoảng 70-71 ở Westminster với Garden Road, nhưng mà gió thì vẫn nhiều như ngày hôm qua và chúng ta vẫn bị cái wind chill factor thưa quý vị, cho nên thật sự là không cảm thấy cái thời tiết nó giống như 70 mà nó giống như là 62-63 độ vậy. Và buổi tối tiếp tục xuống dưới 50 độ và ngày mai thứ Tư, thứ Năm nhiệt độ lại giảm nữa thưa quý vị, và đặc biệt ngày thứ Năm đó trời rất là âm u, nhiều mây, cho nên là thứ Tư, thứ Năm là nhiệt độ xuống còn có 62 cho đến 64 độ thôi, rất là lạnh. Và chính vì nhiệt độ xuống là tại vì gió nhiều hơn 2-3 ngày đầu tuần thưa quý vị. Chỉ đến khi quý vị thấy bắt đầu từ từ thứ Sáu, thứ Bảy nhiệt độ mới lên lại, cũng chỉ khoảng 70-72 thôi. Nhìn chung là nguyên tuần này trời tiếp tục rất là lạnh. Thị trường tài chính ngày hôm nay sau một ngày thê thảm và mấy ngày trước thê thảm vì chiến tranh Ukraine-Nga, hôm nay thì đỡ hơn, chắc bán tháo nhiều quá cho nên giới đầu tư bây giờ đang chờ đợi để xem còn những cái tin tức nào xấu hơn nữa hay không. Cho nên sáng tới giờ thì như lên xuống bập bềnh, Dow Jones xuống 18 điểm, có lúc xuống 40. Nhưng mà từ sáng giờ chưa thấy màu xanh. Nasdaq thì thấy màu xanh lúc này trên 20 điểm sau khi đã rớt thê thảm ngày hôm qua. Từ 14.000 mấy hôm nay còn có 12.000 mấy quý vị. Rớt mấy ngày qua. Cứ bây giờ cứ chiến tranh còn kéo dài là thị trường nó còn nhiều cái rủi ro. S&P 500 xuống gần 1 điểm. Châu Âu, châu Á cũng thê thảm luôn trong thời gian qua. Thị trường Nga mới khủng khiếp, không mở cửa luôn. Trong vòng 2 tuần lễ vừa qua, từ lúc mà tấn công Ukraine tới giờ là không dám mở cửa. Thì bây giờ quý vị tưởng tượng cổ phiếu của các công ty này sẽ như thế nào. Hai bên vẫn cố gắng tìm kiếm một phương pháp để mang lại hòa bình. Chúng tôi sẽ có thêm rất nhiều các tin tức. Đặc biệt bởi vì giá xăng dầu lên cho nên những cổ phiếu liên quan đến năng lượng sạch, Enphase Energy, SolarEdge là những công ty gắn các bảng solar panel, rồi các công ty dầu hỏa cũng tăng luôn trong thời gian qua. Công trái phiếu 10 năm hôm nay lại lên, hôm qua là dưới 1,8, 1,7 mấy, hôm nay là 1,84%. Dầu sáng nay chúng tôi cũng đã loan báo có lúc lên trên 8 đô la một thùng, gần 9 đồng. Dầu lúc mở cửa sáng ngày hôm nay là 8 đồng 9, bây giờ là 6 đồng 99. Thường là màu xanh đang lên lúc này. 126 đồng 58 sen, từ 2008 tới giờ là giá dầu đã lên mức kỷ lục mới. Vàng khủng khiếp, ai mà mua vàng lúc 1.700 làm quý vị quá sung sướng. Quý vị nhớ hồi vía ông Thần Tài không? Vàng lúc đó nhiều 1.700, chưa tới 1.800 nữa. Hôm nay là 2.064 đồng, lên 70 đô la. Một lần nữa người ta mua vàng ào ạt, bởi vì nghĩ rằng chỉ có vàng, nhất là Nga cũng giữ vàng, Ấn Độ vân vân giữ vàng. Mà vàng Việt Nam thì chúng tôi nghe báo cáo là lên 500-800 đô la thêm một lượng vàng. Thiếu hụt vàng ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ ai cũng giữ trữ vàng để chống lại cái tình trạng mà hiện nay do giá dầu rồi khủng hoảng về kinh tế đưa ra. Tình hình sẽ còn biến động trong những ngày tới đây. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Ukraine Zelensky sáng ngày hôm nay, thứ nhất ông tiếp tục chỉ trích các quốc gia phương Tây về cái việc đó là ông nói rằng họ hứa quá nhiều, hứa là sẽ cung cấp các chiến đấu cơ cho ông, nhưng mà đến bây giờ qua đến ngày thứ 13 rồi mà Ukraine vẫn chưa nhận được một chiến đấu cơ hỗ trợ nào cả. Và thứ hai nữa là ông vẫn tiếp tục chỉ trích cái việc là ông đưa ra cái proposal là NATO với lại chính phủ Hoa Kỳ nên lập ra một cái vùng mà cấm bay, nhưng mà phía NATO với Hoa Kỳ đã chính thức bác bỏ cái chuyện đó. Thì lý do mà đến bây giờ đó các chính phủ phương Tây họ vẫn chần chừ chưa có gửi chiến đấu cơ là bởi vì một cái lý do duy nhất, đa số các quốc gia này họ lo là Nga sẽ xem cái việc mà gửi chiến đấu cơ là một cái sự tham gia trực tiếp của tất cả các quốc gia này vào cái cuộc chiến, thì nó có thể escalate thêm tình hình trở thành một cái cuộc thế chiến thứ ba. Và ông Tổng thống Ba Lan, thưa quý vị, vào tuần trước đó ông đã nói là sẽ không gửi bất kỳ chiến đấu cơ nào vào Ukraine cả, bởi vì ông không muốn bị nhúng vào để Nga xem là ông trực tiếp nhúng tay vào cái cuộc chiến này. Thì tuy nhiên vào ngày hôm qua đó thì ông Ngoại trưởng Anthony Blinken đã nói rằng phía chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang thảo luận với phía Ba Lan về cái việc là giúp đỡ hỗ trợ chiến đấu cơ cho Ukraine, nhưng mà bây giờ không biết là Ba Lan có đồng ý hay không và cái thời gian sẽ là khi nào, bởi vì thật sự đây là cái quyết định mà phía chính phủ Ba Lan hoàn toàn có quyền đưa ra, họ không cần phải nghe theo cái sự khuyến cáo của phía Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng biết là Ba Lan trong gần 2 tuần nay đó là cái quốc gia mà giúp đỡ cho Ukraine mạnh mẽ nhất, khi mà họ tạo mọi điều kiện dễ dàng để người tị nạn Ukraine chạy vào biên giới của Ba Lan. Thế nhưng chính phủ Ba Lan thì có vẻ không muốn nhúng tay vào cái vấn đề cung cấp vũ khí. Và vào ngày hôm qua đó, trong một cái cuộc họp báo của ở Tòa Bạch Ốc, thì bà Jen Psaki cũng nói rằng mặc dù hứa ủng hộ là một chuyện, nhưng mà thực sự để mà chuyển những cái chiến đấu cơ đó là có rất nhiều những cái khó khăn. Đó là bà nói rằng thứ nhất, Hoa Kỳ có thể cái này là bà nói rằng có thể thôi sẽ điều động nguyên một cái hạm đội F-16, nhưng mà làm cách nào, không lẽ bây giờ bay qua bên Ba Lan rồi từ Ba Lan, đó là nếu như Ba Lan họ chấp nhận, thưa quý vị, rồi những cái chiến đấu cơ này sẽ đi đến đâu để mà đậu ở Ukraine. Tất cả những cái chuyện này nó còn rất là khó khăn và chưa có bên nào có một cái kế hoạch chi tiết cả. Rồi bà nói rằng ở Hoa Kỳ này, nếu mà điều động nguyên cái hạm đội F-16 qua cho Ukraine đó, thì ở Hoa Kỳ sẽ phải có một cái hạm đội khác thay thế ngay lập tức. Thì cái việc mà mua sắm những cái hạm đội như thế này và chuyển giao những cái hệ thống vũ khí trọng yếu thường đó là phải mất nhiều năm trời lên kế hoạch. Bây giờ chỉ trong vòng một vài ngày thì không có cách nào mà giải quyết được. Trong khi đó, những cái tin tức liên quan đến tình hình chiến sự, đặc biệt là vấn đề dầu hỏa, hai đề tài được đưa ra ngày hôm nay. Thứ nhất là có thể trong vòng một vài tiếng nữa hoặc là ngay trong lúc này, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố cấm vận dầu của Nga nhập vào Mỹ. Cái tin tức này đưa ra rất là ngạc nhiên, mà nói Mỹ thừa mứa dầu mà tại sao phải nhập là Hoa Kỳ nói là thừa bữa nhưng mà họ không có khai thác hết. Hoa Kỳ nói vậy chứ cũng nhập cảng nhiều hàng lắm. Vậy chúng ta có dư sức để mà sản xuất. Nhưng mà không, vấn đề lao công hoặc là nhập cảng nó còn rẻ hơn là sản xuất nữa. Vâng, dầu của Nga thì thừa mứa, khí đốt cũng vậy nữa. Không nhiều nhưng mà có. Thì ngày hôm nay tại sao chúng tôi đưa ra hình ảnh của ba người lãnh đạo này? Thứ nhất là Khamenei, Ayatollah Khamenei, đại giáo chủ của Iran, Tổng thống Joe Biden và ông Tổng thống Venezuela, ông Maduro. Thì trong thời gian qua chúng ta tự nhiên nghe thấy rằng phía Iran và Hoa Kỳ đạt được các thỏa thuận về nguyên tử, và dưới một cái đường nói chuyện liên lạc riêng, liệu rằng Hoa Kỳ và Iran có đồng ý về vấn đề gia tăng sản lượng dầu hỏa hay không? Bởi vì sao? Việc mà Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không nhập cảng dầu hỏa và vấn đề sử dụng dầu hỏa, châu Âu chịu ảnh hưởng nhiều nhất ấy vậy. Mà sáng ngày hôm nay một số các lãnh đạo bao gồm ông Boris Johnson, của Anh và một số các quốc gia châu Âu đồng ý là cấm vận dầu hỏa. Họ muốn đánh một đòn giáng tử xuống Nga, bởi vì họ nói trong thời gian qua cái việc mà trừng phạt cấm vận nó sẽ gây ảnh hưởng, nhưng mà về lâu về dài. Bây giờ chặt cái đầu luôn bằng cách là dầu hỏa. Khi mà Nga không sản xuất và xuất cảng được dầu thì không có tiền để tiếp tục chi trả cho cuộc chiến xâm lăng Ukraine. Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thưa quý vị, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với thời sự thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, vấn đề hiện nay là Tổng thống Joe Biden sẽ công bố việc cấm vận luôn cả nhập cảng hàng dầu của Nga vào Mỹ, và liệu rằng châu Âu sẽ theo sau hay không. Nhưng mà vấn đề chính là trong thời gian qua, tin tức cho thấy rằng Tổng thống Joe Biden đã tìm cách liên lạc. Thứ nhất là đang có những đường ngoại giao thảo luận với phía Iran, một trong những quốc gia trong khối OPEC. Quốc gia thứ nhì trong khối OPEC là Venezuela với ông Maduro, cũng là một nhà độc tài theo đường hướng xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua. Thì cái việc mà ông Biden thảo luận với Maduro đang gặp phải sự chỉ trích ngấm ngầm, vì lý do họ nói việc mà Hoa Kỳ sẵn lòng bắt tay với Venezuela đó chẳng khác gì chúng ta lại chấp nhận cho một chế độ độc tài. Nó đi ngược lại, mâu thuẫn với những cái chính sách của Tổng thống Biden đưa ra trước đây. Tuy nhiên, sử dụng một con tép để tiêu diệt cả một cái nước Nga thì đó là đường hướng mà Biden đang nghĩ tới. Bởi vì ngoài việc mà thảo luận với khối Ả Rập, Tổng thống Biden cũng sẽ phải nói chuyện với thế giới Ả Rập. Nỗ lực hiện nay của Hoa Kỳ làm sao để gia tăng sản lượng dầu đối chiếu với số lượng dầu mà của phía Nga cung cấp cho cả thế giới luôn nữa. Mà không chỉ riêng với Hoa Kỳ, vấn đề chính ở đây đó là thảo luận để Iran, Venezuela và Ả Rập, các quốc gia nằm trong khối OPEC đó, gia tăng sản lượng dầu để có thể tiêu diệt Nga. Thì đó là lý do trong thời gian đầu đó giá dầu có thể tăng lên rất mạnh. Nhưng mà sau khi nếu như Tổng thống Biden thành công trong cái việc mà thuyết phục Iran, Venezuela và khối Ả Rập gia tăng sản lượng dầu, mỗi ngày thêm vài triệu thùng nữa thôi, thì vấn đề của Nga sẽ không ảnh hưởng nữa. Bởi vì Nga, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay đưa ra khuyến cáo dầu có thể lên tới 300 đồng một thùng nếu như phương Tây và Hoa Kỳ cấm dầu hỏa nhập cảng. Và thậm chí đó, Nga cũng khuyến cáo cái chuyện này nó giống như đánh phé trong thời gian qua, và Putin đang thua dữ lắm. Thì bây giờ đánh thêm một lá bài nữa là tố coi chừng nhé, lạng quạng là chúng tôi sẽ cắt luôn đường khí đốt, dẫn khí đốt và kể cả dầu hỏa nữa. Mặc dù chiến tranh đang xảy ra trên vùng đất của Ukraine, nhưng mà đường ống dẫn khí đốt vẫn tiếp tục bơm khí đốt. Thưa quý vị, hệ thống dầu hỏa và khí đốt chưa bị ảnh hưởng. Nhưng mà Nga khuyến cáo. Thế thì những cái khuyến cáo này Hoa Kỳ phải biết trước và phải có những cái phương án để ngăn ngừa hoặc là ngăn chặn. Bởi vì nếu không, dầu lên tiếp tục nữa, và điều đó gây ảnh hưởng đến chính phủ Hoa Kỳ, nhất là thêm cái sự ta thán của người dân. Trong thời gian qua, kể từ bài thông điệp liên bang đến giờ, người dân Hoa Kỳ có vẻ lòng yêu nước rồi ủng hộ cho Ukraine, nhưng mà họ không thể kéo dài cái tình trạng này. Họ vẫn trông chờ vị lãnh đạo của nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden sẽ có những nỗ lực để tránh ảnh hưởng thêm vấn đề lạm phát, giá xăng tăng gây ảnh hưởng đến túi tiền của người Mỹ. Và thưa quý vị, căng thẳng giữa chính phủ Hoa Kỳ với Nga đó càng tăng thêm sau khi mà bây giờ tin tức cũng như là cái sức ép đến từ gia đình của một nữ vận động viên basketball đã được báo chí họ liên tục đưa tin trong vòng 2-3 ngày nay. Đó là cô Brittney Griner, thưa quý vị, người chơi cho WNBA của nữ đó bị Nga bắt vào tháng 2 mà đến bây giờ đó tình hình của cô như thế nào và cô bị giam giữ ở đâu, phía chính quyền Hoa Kỳ không hề biết và gia đình cũng không biết được. Chính vì vậy mà bây giờ đó phía gia đình của cô đang kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ giúp đỡ để mà đưa cô về, bởi vì họ nói rằng phía Nga đã cố tình ngụy tạo một cái tội để nhằm cố tình bắt cô, có thể là muốn gây sức ép với chính phủ Hoa Kỳ. Thì cái chuyện của Griner đó thưa quý vị, thì phía Nga nói rằng họ bắt được cô trên một cái chuyến bay. Cô bay từ New York đến Moscow bởi vì cô cùng một lúc chơi cho hai đội, đội Hoa Kỳ là Phoenix Mercury và một đội của basketball nữ của Nga là UMMC Ekaterinburg. Thì vào tháng 2 cô bay từ New York đến Moscow thì vừa đáp xuống phi trường ngay lập tức bị hải quan của Nga bắt giữ lại và họ nói rằng cô đã đem theo narcotic bỏ trong một cái ống vép và đây là một cái tội hình sự ở Nga và ngay lập tức chúng kéo cô đi giam giữ. Thì cái tội này ở Nga đó mà mức án nặng nhất có thể lên đến 10 năm tù giam. Thì tính cho đến ngày hôm qua đó, mặc dù phía chính phủ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức gửi văn bản hỏi về tình hình của cô, nhưng mà phía Nga không có trả lời, cho nên là không ai biết là cô đang bị giam giữ ở đâu. Thì thường đó thưa quý vị, đa số các nhà quan sát họ nói rằng Nga rất hay tạo ra những cái tội giả để mà bắt các công dân Hoa Kỳ khi mà có những cái sự xung đột căng thẳng vân vân, để chúng lấy đó làm cái con tin để ra điều kiện và có thể thương thảo với chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà thường là chỉ bắt những cái công dân Hoa Kỳ nào mà đang sinh sống ở Nga thôi và thường cũng là người thường. Và đây là lần đầu tiên mà phía Nga táo tợn đến độ mà bắt đầu bắt người nổi tiếng thưa quý vị. Cô Griner đó có fan base rất là lớn ở Hoa Kỳ này bởi vì cô đã từng chiến thắng 2 lần giải basketball nữ. Chính vì vậy mà bây giờ đó ông Ngoại trưởng Anthony Blinken nói rằng chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang nỗ lực để mà có thể đưa được những công dân Hoa Kỳ đang bị Nga bắt giữ về lại, nhưng mà ông đã không có nói chính xác tên của Brittney Griner bởi vì thật sự ra không biết được là cái việc thương thảo có thành công hay không. Còn phía gia đình của cô đó thì nói rằng cô không phải là người sử dụng drug, cho nên là cái cáo buộc mà Nga đưa ra là hoàn toàn bịa đặt. Bây giờ chỉ không biết là có phải là cô đã bị bắt trước khi mà Nga đưa quân sang tấn công vào Ukraine hay không, bởi vì phía Putin đã nhắm được cái chuyện nó sẽ xảy ra, cho nên y đã chuẩn bị trước và bắt giữ cô để mà lỡ sau này có thể thương thảo với phía Hoa Kỳ. Như lúc đầu chúng tôi đã loan tin liên quan đến cuộc chiến nếu như Nga xâm lăng ở Ukraine, lẽ đương nhiên cái chuyện mà lính Nga rồi lực lượng pháo kích rồi máy bay họ có thể tiêu diệt Ukraine, nhưng mà trong thời gian qua đó thế giới và nhất là Hoa Kỳ họ rất đỗi ngạc nhiên trước việc mà Nga đưa tới 150.000, 190.000 quân rồi lượng xe thiết giáp rồi máy bay, vậy mà cho tới giờ hôm nay vẫn không vô được, chiếm được thủ đô và kể cả thành phố phía Bắc là Kharkiv. Chưa hết thưa quý vị, thêm một tướng của Nga vừa bị ám sát vì lý do cái đoàn quân thuyền chiến của Ukraine đó có tài kháng chiến bằng cách là đánh lẻ và họ có những thiện xạ nhắm bắn và họ muốn tiêu diệt những cái đầu rắn. Hôm nay tin rất khiến cho Putin đập bàn đập ghế, la hét om sòm luôn, bởi vì một tướng của Nga vừa bị bắn chết. Đây là tướng thứ nhì ở tại thành phố Kharkiv, và họ xem đây là một cái thất bại rất lớn cho Tổng thống Putin. Ông Vitaly Gerasimov là tư lệnh vừa bị giết chết, sau khi một đại tướng nữa là ông Andrei Sukovetsky cũng đã bị thiện xạ của Ukraine bắn chết ở phía bắc của thủ đô Kharkiv. Và đây hình ảnh mới nhất của vị tướng này. Cho nên mấy ông tướng họ có những cái tin tức tình báo được đưa ra bên phía Ukraine đó, cho nên họ luôn luôn có thiện xạ, và chỉ cần những vị tướng này xuất hiện để mà ra lệnh chỉ huy thôi. Chưa kể đó là trong thời gian qua hoàn loạt những cái bản tin chúng tôi đọc được đó, thấy là bây giờ quân đội Nga thê thảm lắm, không có tinh thần và thực phẩm thiếu kém, thì không biết được cái việc mà cung cấp thực phẩm tại sao là nó thiếu kém đến như thế nữa. Và hiện nay có nhiều lính Nga đào ngũ nữa. Tin tức này sẽ trở lại với quý vị ngay sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên Hoàng chúng tôi trả lời với quý vị. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến tình hình chính sự và hai tướng của Nga, và thậm chí cơ quan chuyên môn chống lại những cái tin tức vịt mà bên phía cơ quan ngôn luận của Nga loan tải đó, họ xác định là đúng như thế. Hai vị tướng đã chết, và chưa kể đó là trong một cuộc điện đàm có phe tình báo của Ukraine nghe được cái cuộc điện đàm đó, thì những viên sĩ quan tại chiến trường đó của Nga đó than vãn khóc lóc, than về vấn đề mà người tướng lãnh của họ đã chết. Bây giờ người tướng này chết rồi thì lệnh của Moscow sẽ như thế nào trong thời gian tới. Cho nên tin tức vào sáng ngày hôm nay họ nói đó, quân đội Nga đang disarray, đang hỗn loạn, hàng ngũ hỗn loạn, và đã có những lính Nga đào ngũ bỏ chạy về phía Ukraine để bị bắt làm tù binh. Họ nói thà là bị bắt làm tù binh còn hơn là chết dưới họng súng của Ukraine trong cái cuộc tấn công du kích chiến. Lực lượng tình báo của Hoa Kỳ từ năm 2014 đến giờ đó, họ đã huấn luyện cho phe Ukraine, và họ lập ra những cái khu vực để mà thao tác chiến sự trong cái nỗ lực, bởi vì họ tin đó, là khi mà Nga tấn công đó là Ukraine không thể nào đánh với một cuộc chiến bình thường được, mà phải là du kích chiến. Cho nên tin tức vào sáng ngày hôm nay cho thấy đang phía Nga phải có những cái việc mà chuẩn bị lại hàng ngũ, và liệu rằng trong thời gian tới việc chuẩn bị hàng ngũ này sẽ như thế nào, nhất là khi đang đương đầu với lệnh cấm vận bây giờ càng ngày càng thiếu tiền, chưa kể là cái nguồn dầu hỏa sẽ bị cấm trong thời gian tới nữa. Và thưa quý vị, trong khi đó một tỷ phú người Ukraine nhưng mà lại là tay chân thân tín với lại Putin đó thưa quý vị. Phía Ukraine cho biết là ông này đã chính thức bỏ trốn khỏi Ukraine, nhưng mà bây giờ đó các quốc gia phương Tây trong đó có Hoa Kỳ đang theo dõi và sẵn sàng bắt giữ cái chiếc du thuyền trị giá 200 triệu của cái ông này. Đây là Viktor Medvedchuk, thưa quý vị, ông này đã thực sự ra trước đây là một luật sư người Ukraine nhưng mà lại đi ủng hộ Putin từ rất là sớm, để rồi sau khi mà được Putin cất nhắc đó thì ổng quay sang ổng kinh doanh mỏ dầu và mở 3 đài truyền hình, và hai người này thân đến độ mà báo chí Ukraine và cả báo chí Nga đó là từng nói là Putin là cha đỡ đầu cho một đứa con gái của ông Viktor này, để chứng tỏ là thân thiết như thế nào. Và bây giờ đó trong vòng gần 2 tuần qua đó, phía báo chí Nga cho biết là Putin đã chọn cái ông Medvedchuk này, nếu như mà hoàn toàn chiếm được Ukraine đó sẽ đưa ông này lên làm tổng thống bù nhìn của Ukraine, thưa quý vị. Và chính vì vậy tuy nhiên vào năm 2014 đó thì cái ông Medvedchuk này với cái sự trợ giúp của ông ta để mà Nga xâm chiếm Crimea đó đã bị Ukraine xử tội phản quốc và giam giữ ông này, nhưng mà lại không có giam trong nhà tù, có thể là tại vì cái thân thế của ông ta và cái mối liên hệ với Putin nó quá chặt chẽ cho nên là chỉ có giam lỏng tại gia mà thôi. Thì vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, khi mà Nga tấn công vào Ukraine đó thì hắn ta đã thành công bỏ trốn khỏi Ukraine, mà bây giờ đó thực sự cũng không ai biết ông ta ở đâu. Báo chí Nga thì cho rằng có một số tin tức nói hắn đã an toàn vào Nga, còn một số thì lại nói là hắn ta đang ở cái căn biệt thự ở tại trên bán đảo Crimea. Thì quay trở lại với cái chiếc du thuyền mà trị giá 200 triệu của Y đó, thì trong vòng đầu tuần này, thưa quý vị, một số người công dân ở tại Croatia họ đã chụp được ảnh cái chiếc du thuyền này, đã neo đậu ở đây từ hồi đầu năm nay. Mỗi một tháng cái chi phí mà maintain cái chiếc du thuyền này là 1 triệu Mỹ Kim, ông ta vẫn trả. Nhưng mà kể từ khi mà ông ta bỏ trốn đó thì bây giờ cái công ty mà maintain cái du thuyền này ở Croatia đó không biết là ông ta sẽ còn trả hay không, nhưng mà những người mà chụp được cái ảnh này để họ gửi và họ tố giác với lại chính phủ Anh Quốc và chính phủ Hoa Kỳ đó, thì họ nói là Y đã kịp thuê một cái công ty bảo vệ tư nhân, thưa quý vị, là để tránh chắc là các chính phủ đến tịch thu, hoặc là tránh cho những cái công dân ở nước này đó họ ghét, họ đến họ đập phá cái du thuyền của Y. Thì bây giờ đó cái người mà chụp được cái ảnh này để báo cho các chính phủ thì họ nói rằng thứ nhất họ báo cho chính phủ của Vương quốc Anh trước nhưng mà không nhận được hồi âm, sau đó họ đã gửi và báo cho chính phủ Hoa Kỳ, và phía chính phủ Hoa Kỳ đã hiện nay cử người đến theo dõi cái chiếc du thuyền này không cho Y lái đi mất, thưa quý vị. Và chuyện gì đã đến, thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm dầu hỏa của Nga nhập vào. Thứ hai, Anh Quốc cũng tuyên bố luôn cùng một thời điểm. Và thứ ba, châu Âu cũng tuyên bố ngày hôm nay. Bên phía châu Âu nói rằng không có lý do nào chúng ta tiếp tục sử dụng năng lượng của kẻ xâm lăng Ukraine. Và chưa bao giờ trên thế giới chúng ta thấy là từ hồi Thế chiến đến giờ các quốc gia Hoa Kỳ phối hợp với châu Âu là có hành động mạnh mẽ như thế, và họ sẵn lòng để cho người dân chịu đựng và nghĩ rằng họ có thể chịu đựng được. Như chúng tôi đã thưa đó là AAA tiên đoán là chúng ta sẽ phải chi thêm 2.000 đô la trong năm 2022 này vì giá xăng tăng cho mỗi gia đình. Thì mỗi một gia đình chịu đựng như thế thì bên phía châu Âu họ cũng biết họ sẽ phải đương đầu với tình trạng thiếu thốn, lạm phát tăng, nhưng mà họ nói đây là cái giáng đòn cần thiết để tiêu diệt chế độ Putin. Tổng thống Biden tuyên bố ngày hôm nay, mặc dầu bản tin ghi nhận đó thưa quý vị, mỗi một ngày nước Mỹ nhập cảng khoảng 672.000 thùng dầu. Nhưng mà so với 50 tiểu bang tiêu thụ đó thì cái số lượng dầu hỏa này nó chỉ chiếm khoảng 8% tổng số dầu hỏa mà Hoa Kỳ nhập cảng mà thôi. Cho nên Hoa Kỳ mỗi một ngày nhập cảng 8% không có đáng, so với châu Âu lên tới cũng 20 tới 40% số nhập cảng năng lượng từ khí đốt tới dầu hỏa. Thế thì Hoa Kỳ, châu Âu, Anh Quốc phải có sự hỗ trợ của Ả Rập, bởi vì Hoa Kỳ nhập cảng nhiều nhất dầu hỏa đến từ Canada, Mexico và Ả Rập Saudi. Quý vị thấy không? Nước Mỹ có khả năng sản xuất dầu và có cái trữ lượng dầu khủng khiếp luôn. Nhưng mà nước Mỹ đi theo cái khuynh hướng bảo vệ môi sinh, cho nên nhập cảng dầu hỏa nước ngoài nó rẻ hơn so với sản xuất ở trong nước, chưa kể là gây ảnh hưởng đến môi sinh nữa. Và Ả Rập Saudi cũng tuyên bố sẽ phải hỗ trợ trong cái tiến trình này. Mặc dầu Ả Rập Saudi cũng có mối quan hệ trước đây với Nga nữa, nhưng mà ảnh hưởng chung trên toàn thế giới. Châu Âu cũng vậy, tuyên bố ngày hôm nay và đã khiến cho thị trường gây ảnh hưởng với tin tức mới nhất này. Thưa quý vị, nhìn lại đó, sáng nay thì rõ ràng là giới đầu tư chờ đợi tuyên bố chính thức của Tổng thống Joe Biden, và sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố thì giá dầu lại tăng lên mạnh mẽ và Dow Jones xuống hơn 200 điểm, Nasdaq sáng nay lên được 2-30 điểm, bây giờ lại không còn gì nữa, xuống thêm 147 điểm, S&P 500 cũng xuống 40 điểm luôn. Dầu hỏa hiện nay vẫn đang tăng ở mức đến 8 đô la và sẽ còn tăng nữa. Liệu rằng việc cấm vận dầu hỏa này sẽ gây ảnh hưởng đến giá dầu như thế nào trong tương lai? Và liệu rằng Ả Rập Saudi, Venezuela, nếu có Mexico, Canada sẽ phải bơm thêm bao nhiêu dầu nữa để bù vào cái chỗ mà cấm vận từ dầu hỏa của Nga? Chúng ta sẽ chờ đợi thêm trong ngày hôm nay và những ngày tới. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Và nhìn qua, vàng lại tăng lên đến 73 đồng cho một lượng vàng tây, quý vị nha, vàng tây chứ không phải là vàng ta trong ngày hôm nay nữa. Trở lại ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương Hoa Kỳ, thì tiểu bang Florida vào ngày hôm qua đã tuyên bố họ chính thức là tiểu bang đầu tiên không khuyến khích trẻ, họ nhấn mạnh là trẻ có sức khỏe tốt để chích ngừa Covid vaccine, thưa quý vị. Và cái tuyên bố này hiện nay đang khiến cho tòa bà đốc rất là tức giận. Thì ông Surgeon General của Florida là tiến sĩ Joseph Ladapo ngày hôm qua nói như thế này: Florida sẽ không nghe theo cái guidelines của CDC, đặc biệt là cho cái nhóm trẻ từ 5 cho đến 7 tuổi chích ngừa Covid. Họ giải thích như thế này là nếu như mà trẻ ở độ tuổi này đó đi khám tổng quát hay đi khám bác sĩ thì các bác sĩ ở Florida họ sẽ kiểm tra toàn diện, mà nếu như những trẻ em này hoàn toàn khỏe mạnh, không có những cái bệnh trước đó, thì những bác sĩ này sẽ recommend với gia đình là các em không cần phải chích ngừa Covid vaccine. Tuy nhiên ông Ladapo lại không có nói cụ thể là những cái guidelines sẽ như thế nào, và đặc biệt là cơ quan liên bang nào của Florida sẽ chịu trách nhiệm đưa ra những cái guidelines đó. Thì quý vị cũng nhớ là theo như CDC đó là tất nhiên là trẻ nhỏ nếu như mà được chích ngừa đó thì cái cơ hội mà bị nhiễm Covid và khỏe mạnh cao hơn trẻ bình thường, trẻ không có chích đến 91%, đó là cái phần trăm hữu hiệu của vaccine. Và đặc biệt là nếu như những trẻ có những bệnh trước đó như là béo phì hay là suyễn hay là tiểu đường, thì nếu như mà bị nhiễm Covid thì cái nguy cơ mà tử vong cao hơn rất là nhiều. Thì bây giờ đó Florida họ nói rằng họ based on cái guideline đó của CDC, nếu như trẻ hoàn toàn khỏe mạnh thì không cần, họ recommend là không chích vaccine. Chúng ta không có nghe nói tiểu bang nào mà recommend là không chích cả, thưa quý vị. Thì chính vì vậy vào sáng ngày hôm nay bà Jen Psaki cho biết là cái tuyên bố này khiến cho tòa bà đốc rất là ngỡ ngàng, và bà chỉ trích là tiểu bang đang chơi những cái chiêu bài chính trị, lấy sức khỏe của trẻ nhỏ ra để mà làm cái con cờ. Trong khi đó, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình về vấn đề cấm vận dầu hỏa của Nga. Ai hưởng lợi? Trung Quốc. Trung Quốc hưởng lợi, và đó là lý do tại sao trong thời gian qua Trung Quốc vẫn ủng hộ, và thậm chí ông Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc, tuyên bố đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vẫn vững như bàn thạch. Và đó là lợi dụng thời cơ và cái chết của người dân Ukraine cũng như lính Nga để hưởng lợi. Trung Quốc ngày hôm nay dự tính là sẽ mua các cổ phần từ các công ty năng lượng của Nga. Và các công ty của Trung Quốc đã xác định về tin tức này để cho thấy Trung Quốc rất cần an ninh về năng lượng. Và trong trường hợp họ lo sợ trong tương lai rủi ro có những cái vụ đối đầu mà khiến cho phía phương Tây ra lệnh cấm vận với Trung Quốc đó, thì Trung Quốc vẫn có một bạn hàng rất là thân thiết, đó là Nga. Mà chi bằng vào thời điểm này giá cả lại rẻ nữa, bởi vì Nga đang rất cần sự hỗ trợ để có thể mua dầu hỏa. Quý vị tưởng tượng một ngày bơm ra bao nhiêu triệu thùng dầu, phương Tây và Hoa Kỳ không mua, riêng với Hoa Kỳ là lỗ mất gần 8% dầu hỏa rồi, biết bao nhiêu tiền một thùng, 100 mấy chục đồng lúc này. Thì Trung Quốc tuyên bố là sẽ mua các cổ phần, và điều đó có nghĩa là bàn chân của họ đã thò vào được ngành năng lượng của Nga với giá hời vô cùng, thứ nhất. Thứ hai nữa là dân chúng ở các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ hiện nay đang đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ. Gần một dạ, chúng ta hay nói tiếng Việt Nam, thưa quý vị, một dạ là khoảng 20 lít một bao. Ngày xưa người ta đã bán một dạ lúa, nhưng mà cái đơn vị mà đo lường dạ của Hoa Kỳ với thế giới nó khác, khoảng 33 tới 35 lít. Cho nên gần 2 dạ Việt Nam thì mới bằng một dạ buôn bán trên thị trường thế giới. Thì họ nói trong vòng gần 2 tuần lễ vừa qua, giá bột mì thế giới tăng 70%. Hôm nay là khoảng 12 đồng mấy, gần 13 đô la một dạ 33-35 lít. Cho nên đó là lý do mà hiện nay họ đang lo ngại là trong thời gian tới giá xăng lên, giá dầu lên và thực phẩm cũng sẽ tăng lên luôn một khi cuộc chiến này kéo dài. Tuy nhiên, một cái tin cũng hơi lạc quan vào sáng ngày hôm nay cũng do chính Tổng thống Joe Biden công bố khi ông nói tới cái việc mà Hoa Kỳ không nhập cảng dầu đó, là bên phía Ukraine dựa vào những tin tức tình báo của CIA Hoa Kỳ, cơ quan tình báo trung ương, họ thấy là cái khả năng tiến vào để chiếm Kharkiv cũng như Kiev đang bị chậm lại một cách nghĩa là không ngờ tới. Họ nói rằng ít nhất, đây là tin tức của Tổng thống Biden công bố sáng nay quý vị, là khoảng 4.000 binh sĩ Nga đã bị giết từ ngày đầu cuộc chiến. Hôm nay là ngày thứ 13, chuẩn bị bước sang ngày thứ 14. Trong vòng 2 tuần lễ qua đó, ít nhất là 4.000 binh sĩ. Bên phía Ukraine vào tuần rồi đã từng tuyên bố là khoảng gần 5.000 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt. Ngược lại thì con số binh sĩ Ukraine có chết nhưng mà lại thấy ít, bởi vì họ hiện chiến tranh du kích mà, phần lớn là pháo kích vào Nga, và Nga thì khi mà tiến quân vào đó họ đi lọ lọ giữa đường thì quân Ukraine chỉ núp vào một chỗ và tấn công thôi. Thì đó là lý do họ tiêu diệt được binh sĩ Nga nhiều hơn là binh sĩ của Ukraine. Và thưa quý vị, trong cái cuộc bầu cử sơ bộ ở Texas vào tuần trước đó, thì các quan chức ở tại, đặc biệt là quận Harrison, thưa quý vị, bị phát hiện là không biết bằng cách nào mà đã bỏ sót đến 10.000 lá phiếu. Thì bây giờ cái việc này đã khiến họ bị chỉ trích rất là nhiều. Thì theo như tờ Texas Tribune cho biết là 10.000 cái phiếu này đó là cái loại mail-in ballots, nhưng mà thực sự là đã được chuyển về các phòng kiểm phiếu và đã được scan vào computer rồi, nhưng mà không hiểu lý do gì lại không được chuyển vào cái hệ thống cuối cùng để mà cộng chung với tất cả những cái phiếu khác. Thì bây giờ theo tờ báo này đó là có khoảng 6.000 phiếu là vote cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ và 4.000 vote là của phía đảng Cộng Hòa. Thì sáng ngày hôm nay phía văn phòng kiểm phiếu của quận Harris họ nói rằng họ đã dồn lại 10.000 cái phiếu này và sẽ tiếp tục cập nhật vào trong cái kết quả cuối cùng của những cái ứng viên cho cái đợt bầu cử vào tuần rồi. Thì được biết là các quan chức họ cũng nói là trong cái đợt tuần vừa qua đó có khoảng từ 3 cho đến 5.000 lá phiếu mail-in ballots đã không hợp lệ theo đúng như cái quy định mới của tiểu bang Texas, đó là phải đưa kèm theo cái driver license. Lúc trước hình như không cần, nhưng mà bây giờ cái quy định mới kiểm soát ngặt nghèo hơn thì có từ 3 cho đến 5.000 phiếu không hợp lệ. Và tin tức mới nhất đó là lý do để giải thích được tại sao Tổng thống Joe Biden muốn nói chuyện với Tổng thống Venezuela Maduro về vấn đề cung cấp thêm dầu hỏa. Trong vài tháng qua, ít ai để ý là đột nhiên Maduro đổi chính sách từ chủ nghĩa xã hội cộng sản bây giờ biến thành chủ nghĩa tư bản. Hôm nay Maduro, người dân ở Venezuela đã từng tìm cách trốn, mà quý vị nhớ nó có thời gian họ nói rằng khổ quá, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa làm gì cũng không được hết, cho nên họ cả bao nhiêu 5 triệu người dân Venezuela đã rời bỏ đất nước ra đi. Thì trong vài tháng qua người ta lại thấy những người xin tị nạn ở nước ngoài, lúc đó họ đang ở Mexico không vào được Mỹ đó, bây giờ họ quay trở về. Có tin tức nói là mày về đi, có công ty thuê mướn và họ sẽ trả bằng đồng đô la, chứ họ không có trả bằng tiền Venezuela. Ngày hôm nay chính sách của Maduro đã thay đổi, cho phép tiền đô la được thoải mái trao đổi trên thị trường và thậm chí cho công ty tư nhân được mở cửa làm ăn trở lại để cứu vãn nền kinh tế suy sụp từ năm ngoái, nhất là sau đại dịch. Và đó có thể là chỉ dấu để cho thấy rằng là nỗ lực của phía Hoa Kỳ tìm cách thay đổi Venezuela đã đạt được ngày hôm nay, thưa quý vị. Và cái việc đó có thể dẫn đến cái việc mà đi tới hòa đồng với Venezuela vào cái thị trường chung của thế giới với lệnh cấm vận dầu hỏa của Nga. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà Little Saigon TV.com, vào trong YouTube, nhớ nút subscribe quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.